จ้าก็ใช้ผู้สิทธิ์เต้าเก่าเจอเองเจ้าก็ผู้สิทธิ์เบ็ดเหงาต้องปวดจากผีมุ่งใจต้องไปต้องไปดูยิ่งเป็นเรื่องจันทร์ผ่านเราไปดูจันทร์ข่าวผ่านน้ำแล้วไปจันทร์ตักใส่แล้วเงินตักถุงพะเลี้ยงก็จะเรียกจันทร์สูงจันทร์ถึงจันทร์ยันจันทร์เหนือก็ว่าสูงเพี้ยป่าจันทร์ป่าเพี้ยปอเพี้ยไก่หาเลยลูกผู้ชายเกิดสิบสามตัวสักทีลูกผู้หญิงเกิดสิบสี่ตัวสักหนึ่งสักหนึ่งเลยหนึ่งสักสี่สักทีอีกแอร์สักสองผู้ชายเจอผู้ชายเป่าลูกชายเขาไปให้ออกมาเป่าลูกชายเขาไปหน้าหลังเขาเป่าลูกชายเขาเนี่ยจำน้องแอร์ใส่ก็เลยผู้ชายเสือปากหัวลูกมาเสือปากหางไปฮักตัวไปเลยไอ้ผมบอกสักสาวผู้ป่วยอะไรเราต้องมาอะไรผู้ชายปากดาวผู้ข่าวปากขอเขาเป็นสักวันเกิดดีเขาชื่อสู้ไอ้เขาคิดต่างเขาคิดสามเขาคิดใกล้สองไอ้ต่อพ่อเราซึ่งไอ้ขาฉันฟันก็เลยคนแค่เดียวเฮ้ยเราแบบเราใส่เสื้อแล้วคนแค่ยังไม่จ่ายเงินมาถึงเรื่องสุดปั๊บไอ้ฉันจัดกองมาถึงนำสักสุดหอมไอ้ฉันจัดการเฮ้ยได้บ่ายเท่าไหร่ปีเดียวได้เมื่อเท่าไหร่ปีเดียวแต่งานนำละนำหัวใจไอ้อันท่าบ้านให้ดีเลยไปไม่เอาคนแค่ก่อนฉันเจ้าด่าเราใส่เสื้อเหลืองไปเสนอชื่อเรื่องขอซ้อนข้อค่ะยกไปมาเขาหูไอ้เหล็กขอซ้อนตาตะกุ๊บจำรอฮัตที่นี่ของกูเชื่อว่าหลุดกันให้รอสุดทีเพื่อนะเจ้าเจ้าซึ่งที่ปีนชู้ซึ่งใจเจ้าเขาแก้ก็ใช้เขาเขาเชื่อทราบเป็นเส้นต่างถึงข้อตักไตต้องได้อ่านเอาไปสักตัวเล็กน้อยถ้าตัวเพิ่มเจริญไปรู้เสียก็จำสังเกตเจริญผูกของมันเชื่อจะเริ่มข้อต่างให้น่าเกิดกันเชื่อนั้นไอ้นายเขาก็สอนไปทุ่มจันแต่หน้าสวยถ้าบานแค่นี้ก็เชื่อเชื่อหน้าเอาตาสองดูสองหลังเขาทำความแม่เขากับคนที่รักกันเอากันก็ถูกก็ตุ้งเอากันก็ชุบชุบชุบดูหน้าสองดูสองหลังเขากับบานไปแค่นี้ก็หันเชื่อเต่าเชื่อง่ายความแม่เนาะเขาสุดก็เนาะเขาเอากันของพวกคนนึกถึงเราดีเขากันทำให้เราจำใจเจ้าเขากันขันเราเฮ้ยรู้หน้าเขาเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเนี่ยก็มาต่อยสมัยไอ้บานสมัยความแม่ที่เราดีนั่งคุณซักนิ้นคักหน่อยน้อยก็กะตักเต่าแต่ละสุเล
Hát và hạn đôi phụ đấu tặng đi. Hạn mời nhắn nói những lời hỏi có mẹ cửa cấy, hỏi lấy về cửa bù, hỏi có phú có già kịp khẩu, xếp bì hính làng mà, xếp hà bì làng ép xì sàn. Nước phụ những tuổi xếp bét bì phồn trắng số kia cầu, nước phụ cha những tuổi xếp cầu bí làng cày ép ghi, ơn ta phát tàn em thèm to tướng. Nước làn hấp của trắng này co cằn nằm bia mướt, sơ cằn nằm bia bản, tản kia hạt cường trương, tu râu đèn, nét hôm hồng, song phái cửa mặt quén quát cằn, trai cửa bầu số ai, ai có anh, nhìn của tô sĩ, biết của một cái sửa nằm. Mưa nhị, mang sầu huyết ra lầu cho biết đi xiềng, tàn nát trắng sạch đẹp sữa hà đẹp phá xú, hờ nước làn hấp về đời sức lời thú, bên cô sức của kim, ăn đôi cứ lắm tặng đi. Chứ bên đời sắp được bến bao biết rất là bấy, bên đời sắp đổi cấy bao biết rất là xìa, bên đời cố biết bao biết rất là hàng. Chứ họ cần tao cổng lành, chứ bác họ cần tao cổng lõi. Chúc một đẹp thì nói hết đó. Sau đi cổng đi biết chân, sẵn biết chép. Một đẹp chưa ngắp thì chưa quần mả của bà bá ứng. Sau ngày đồng bò mẹ chủ phủ lại côn. Bà bỏ thấy lắm nữa sẽ đi điều kiện. Họ cần bất cử bất tốt. Cần bất chúc phúc chúc bùn ở sông lưu sông là hóc của bà bái. Tôi bất quả sông tàu nả sông bài chương. Sông đuổi phút đó vì sông chúc ẩn, xuống bài xuống bò xuống bè. Còn có cần hảo khăn bằng dưới mẹ đọc chúc phủ chúc bố này đấy. Nghĩa tụi thịt. Thưa quý vị, và tới giờ phút này đây thì giờ vàng phút gặp dây kim cương cũng đã gì. Và ban tổ chức xuyên tuyên bố một câu. Lễ bộ quỳ sẽ để quốc đồng chè. Cô dâu Hồng Sơn. Sắc diện cùng chú gì út ca sắc diện cùng cô dâu Hồng Xuân xin phát được bắt đầu và quý vị cùng đổ một trang thế lớn để chúc mừng các bạn kia. Sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mắt cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Chúc quý vị và để kính lên cha lên mẹ của mình, xin mời cô dâu và chú rể và chúng ta cùng cầm mỗi người hai ly và xin mời cô dâu thì mời bên phái đoàn nhà trai và chú rể thì mời phái đoàn nhà gái ạ, xin được kính mời ạ. Và quý vị ở dưới chúng ta cùng rót ra những ly rượu đầy nữa. Xin là chúc bà mẹ khi đợi em nào. Sau khi đi còn mua đi biết sạch mưa sẵn biết chép còn máu. Sáng cả em bà mẹ chụp phủ lại con. Phạm bỏ bác xin bệnh bóng trà viên đá bồ hay bó bài quay bao liêng. Hấp cả mất tử mất tôn. Hấp cả mất chúc phúc chúc buồn ở sổ lông sổ làn cả ba bà ứng. Cái đây có sắc phú gia tà nai. Cả trong mấy cuộc tì phát trăng xuống bò xuống mẹ. Nên cả trắng mẹ trắng bề tên là bà mẹ nào. Hai sáng là bốn phú gia tà nai. Cả trắng kiếm bà hạ bà lạnh cả ba bà ứng. Còn những cái chén lọc vào hòm đông, sò khá xuống áo có xuống bò xuống mè, sò chúc ở xuống bò xuống mè, chiều đi bì bà ứ, áo cằn hảo cằn bằng dưng, giúp kịp khẩu lại na, giúp kịp bà lại nằm, lúc lại bày bóng bón sảng hình kim phân, thứ sò bá bà ứ, sò chúc ở xuống áo ái ai, bà có áo cằn lưng thơi hảo hẳn khăn manh, giết với bà đó lại tướng chờ bàn, giết quả nữa lại tướng chờ hù, phủ tế ca tế ca đó lại tướng màn phòng, phủ rũ na rũ nồng nít bà tổ bầu, liên lúc đầu hở nhớ súng dao, tẩy quan bè lại hùa, tẩy ngon bè lại lắm, xếp phì hiên vừa nào, sao phì hiên vừa xảy, giết cho đi lại chay sẵn đi phì, giết kịp phát tay bữa nào mà bữa nữa.
cần phải xin được học hay cổng đá là tuyển hút phần cần phải xin hai cà phê đó học vấn của ô tô một lần ái phải kỳ của đá phô men chúng ngủ lại ngôn hào khăn bản dưới đất bên đó với hấp kỳ nào cửa kỳ lợi tướng cửa này bóng con men nào xin đọc hiệp quý vị một phút à không nhiều nào đúng một phút à chúng ta cùng đứng lên đâu ạ có mấy học cần kỳ lợi tướng cửa đeo lưu là nước cọc trắng mà trắng cửa trắng mặt trắng dưới là cái đá phô men nào lại báo phía đó với đừng ý báo và đừng nghe cả tướng quyền của mẹ ơi áo con kia là tướng quyền của mẹ ơi đây chuyện gì mà cái bà bắt đầu hỏi sức khỏe bà giám đốc con đâu và chúng ta cùng đứng lên ạ xin làm phiền quý vị một phút là không nhiều đó ạ và sau này sẽ là người bắt nhịp và chúng ta cùng hai ba giờ hai uống và hai ba chúc hạnh phúc đúng không ạ phía đâu ơi à sướng nói hay đâu phía đâu ơi hai ba hào bất kỳ hào chú lại đâu đấy hào sáng bài sầy sáng ngon hàm sơ mì mi sơ tày tiếp cao bọc cặp về hứa đấy in sổ số đó chúng bật bốt sáu tỷ sáu tỷ đấy bố mẹ đấy ở đây khán đài mới vâng xin mời hai gia đình chúng ta cùng cánh đi nhau ạ xin kính mời ạ một lần nữa chúc mừng cho gia đình từ đấy đã có dâu hiền và diệt hào và chúc mừng cho đôi trèo ta ngày hôm nay trăm năm tình viên mãn bạc đầu hiếp cuộc thi một lần nữa xin trân trọng kính mời hai gia đình và chúng ta cùng cầm mỗi người một đi và để tiến lại từng người vào tiệc cưới để cả một cái khách ta ngày hôm nay xin kính mời ạ một lần nữa xin thay mặt cho hai gia đình và đặc biệt đất lời cho cô dâu và chia sẻ ta ngày hôm nay xin được gửi lời cảm ơn rất là gửi quý vị quan khách gần xa xa gần và xin được chúc mừng quý vị quý khách chúng ta ngày hôm nay một năm mới an khang thịnh vượng vài phút mừng lớn chúc tất cả quý vị có một bữa trưa thật là ngon miệng và vui tươi lớn xin chân thành cảm ơn